Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Trang sức AQ của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn bộ máy cắt mài đa năng bên mình. Máy cắt mài đa năng bên mình được dùng để chế tác trang sức từ đá và ngọc như là vòng tay, mặt nhẫn, mặt dây chuyền. Máy có các công dụng như cắt, mài, chạm khắc, khoan, đánh bóng. Khi các bạn mua máy bên mình về thì đây là toàn bộ máy và phụ kiện bên mình đi kèm. Trong video ngày hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn cách lắp đặt máy và các chức năng của máy. Thì chúng ta cùng đi lắp đặt nhé. Các bạn cách lắp cái thanh chấn nước này nhé. Các bạn thấy cái thanh cố định này. Các bạn tháo ra, tháo lỏng ra một chút. Đó. Thì nó có thể nâng lên hạ xuống cái được này. Vị trí lắp của nó chính là hai cái lỗ này, các bạn nhìn này. Đây, nó lắp đúng cái vị trí và cái rãnh của cái đĩa cắt mài nhé. Đó. Thì để lắp được cái thanh chắn nước đó thì chúng ta cần sử dụng hai cái ốc vít ở trong túi này. Thì hai ốc đấy nó chính là hai ốc nhỏ này. Các bạn nhé, các bạn nhìn này, các bạn lấy hai ốc này nhé. Và các bạn lưu ý là cái ốc này không phải là vặn từ trên xuống dưới đâu, mà nó sẽ vặn từ dưới lên trên. Các bạn nhớ là vặn từ dưới lên trên đây. Các bạn vặn từ dưới này lên trên này, nhớ nhé. Các bạn lưu ý là không phải vặn từ trên này xuống, mà phải vặn từ dưới lên trên. Từ dưới lên trên như này này. Đó. Cái này nó để cố định được, các bạn có thể nâng lên hạ xuống này. Đó, các bạn hạ xuống này, hạ thấp xuống được này. Đó, học xiết này vào xong. Nói chung là dùng rất là thích luôn. Các bạn có thể xoay này. Hướng dẫn các bạn cách lắp cái thanh chắn nước rồi. Bây giờ cái phụ kiện này. Cái phụ kiện này nó chính là cái thanh chắn như thế này, được sử dụng trong việc cắt mài. Cắt và mài nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái này. Thực ra cái này mình không biết lắp thế nào. Đây các bạn nhìn nhé, ở đây nó có hai cái lỗ này. Thì hai cái lỗ này thì nó sẽ khớp với hai cái rãnh này. Nó sẽ di chuyển được từ đây đến đây. Thế đây vào trong này. Và để lắp thì chúng ta sẽ dùng hai ốc này. Chúng ta cũng lắp từ dưới lên trên, các bạn nhìn này. Lắp từ dưới lên trên. Lưu ý lắp từ dưới lên trên chứ không phải lắp từ trên xuống dưới nhé. Đây các bạn xem này, sau khi mình lắp xong nó sẽ như này. Đó, các bạn mà muốn di chuyển nó thì các bạn chỉ cần tháo lỏng hai ốc này, các bạn di chuyển như này. Đây, các bạn di chuyển như vậy, muốn gần muốn xa được hết. Thì cái thanh chắn này được sử dụng trong việc cắt nhé. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn xem. Đây, ví dụ các bạn muốn cắt như thế này, các bạn thấy nó độ tì đây không? Các bạn chỉ cần di thẳng theo cái trục này, nó đi vào đây và chúng ta cắt. Đó, tác dụng của cái thước này nó là như vậy. Và có rất nhiều bạn hỏi về cách dùng, tác dụng của này là cái gì. Đây, mình sẽ nói, mình sẽ làm luôn các bạn nhìn này. Cắt ốp ở đây. Đó, các bạn nhìn nhé. Đây, ví dụ như chúng ta muốn cắt vuông. Cắt vuông không? Chúng ta cứ lùi như này thôi. Đấy, các bạn này. Cắt vuông đây, các bạn cứ lùi theo này, các bạn đi là được. Nhưng mà có nhiều bạn là các bạn muốn cắt góc đúng không? Các bạn nhìn này. Góc này. Đây,
các bạn cũng để như này là lưỡi cắt nó sẽ cắt đúng góc này cho bạn rồi. Để bạn cắt góc, chúng ta không cắt thẳng nữa, chúng ta sẽ cắt góc chúng ta sử dụng cái thước này. Đây là một thang thước này, nhưng cái này cắt đá cắt ngọc thì ít khi sử dụng lắm. Đây mình chỉ hướng dẫn để các bạn nhiều bạn thắc mắc thì xem cái đoạn này nó sẽ hiểu, chứ cắt đá cắt ngọc thì chẳng ai dùng này đâu. Mình bỏ ra nhé. Theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đĩa cắt và đĩa mài nhé. Các bạn nhìn đĩa cắt đĩa mài của nó, đường kính của nó đều là 150 và cái lỗ trong này này đều lỗ trong 20. Đây mình sẽ quay kỹ cho bạn xem này. Đây chính là cái vị trí để chúng ta lắp đĩa cắt đĩa mài. Các bạn tháo ra. Thực ra là tháo này rất là dễ, lắp cũng rất là dễ và nhanh thôi. Nhưng mà vì là quay video hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ phải làm chi tiết nên mình sẽ bật bật ngửa lên. Các bạn nhìn này. Đó, thấy các bạn lắp này. Thấy chưa? Và các bạn sẽ dùng cái đầu này nhớ lắp vào, nhớ lắp đầu này nhá. Các bạn dùng cái này cố định vào, thế là xong, thế là xong nhá. Thì đây chính là đĩa cắt, các bạn nhìn này, lắp rất là dễ và đẹp luôn đó. Đĩa mài thì tương tự thôi. Bây giờ mình sẽ tháo đĩa cắt này ra, mình sẽ lắp đĩa mài cho các bạn xem. Mài lắp tương tự. Đấy, các bạn nhìn thế là xong. Được chưa? Đấy. Mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp cái đĩa mài và đĩa cắt. Thì vị trí này thường được sử dụng để lắp đĩa mài, đĩa cắt. Nhưng ngoài ra các bạn lắp cái gì cũng được, bởi vì cái đầu nối chức năng của nó đều là cốt 8 ly, vì vậy lắp cái nào cũng được nhé. Và chúng ta chuyển sang cái bên này, các bạn nhìn cốt 8 ly. Cốt 8 ly nó lắp vừa tất cả các cái phụ kiện này luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái dây chuyển động này. Thì cái dây chuyển động này được sử dụng để lắp mũi khoan và mũi chạm khắc. Có thể sử dụng cả cái mũi cắt nhỏ cũng được. Các bạn nhìn này này, đây là cái phụ kiện đầu nối chức năng, nó sẽ lắp vào đúng cái cốt này luôn. Cốt này nó có một đoạn bằng này, các bạn lắp quậy vào đây. Cái ốc này ốc lục giác nhé, lắp thử xem có sao không đã. Để lắp được chúng ta sẽ, các bạn lưu ý là cái lục giác nhỏ này nó sẽ nằm trên mặt phẳng. Đấy, sau đó các bạn cố định nó lại. Thế là xong. Đây còn cái dây chuyển động này, cái đầu này này. Cái đầu này thì chúng ta sẽ sử dụng để lắp với cái tay cầm. Sẽ sử dụng để tháo lắp đầu mũi khoan ở đây. Đây. Các bạn đi cái ngạnh này nhé. Ngạnh này ở trong này nó có một cái khe này. Các bạn bấm
ấn mạnh phát nó sẽ sập vào. Thì ấn mạnh phát nó sập vào, cứ ấn mạnh vào nó sập vào thôi. Vì đây là máy mới nên mình chưa dám ấn. Tiếp theo là chúng ta sẽ lắp đặt cái, sau đó các bạn dùng cái đục ra này các bạn siết vào, siết vào nó rất là chắc là xong. Các bạn muốn lắp mũi khoan hay mũi chạm khác, ví dụ như ở đây mình sử dụng cái mũi này, mũi này vừa là mũi mài và vừa là mũi chạm khác các bạn. Đó, thì các bạn dùng cái này các bạn khóa lại. Đây, bạn nhìn chưa? Công việc đánh bóng kim loại này này. Cho này là bạn nhìn. Rồi các bạn cố định. Cố định lại, thế là được. Đấy, thế là xong. Phụ kiện này, các bạn nhìn này. Cái bánh len này chuyên được sử dụng để đánh bóng vàng bạc. Thì các bạn lắp vào đây. Đơn giản là các bạn cứ thế xoáy vào thôi. Xoáy mạnh vào. Các bạn xoáy mạnh vào thức ăn nhé. Thực ra cái này chúng ta bạn theo gen, vì vậy là nó rất là chắc. Và cách lắp đặt tương tự ở đây nó cũng có hai cái lục giác. Và chúng ta cũng tiếp tục dùng cái lục giác này để cố định nó vào vị trí này. Thế thực ra là cách làm nó cũng rất đơn giản thôi. Đó, cái này sử dụng để đánh bóng vàng và bạc nhé. Còn cuối cùng là cái này. Cái này là bánh lì đánh bóng, sử dụng trong việc đánh bóng đá quý và ngọc. Thông thường thì nó được sử dụng kết hợp với bột xoàn. Cái này chính là kem xoàn pha sẵn, các bạn về các bạn chỉ cần bôi một ít xoàn vào đây, hoặc là bôi lên trực tiếp lên trên đá. Lưu ý là đá đã mài mịn nhé. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái này luôn. Chúng ta sẽ lắp vào vị trí này này. Các bạn nhìn này. Lắp đúng vào cái vị trí lắp đĩa mài này. Các bạn nhìn thấy cái này nó có cốt. Bên này là cốt 20 thì dùng để lắp đĩa cắt và đĩa mài. Còn bên này là lỗ trong của nó là cốt này, cốt 16, là chính là lắp cái này. Các bạn nhìn này, nó vừa khít luôn này. Được chưa? Chúng ta vẫn lắp vào đây, thế là xong. Rất đơn giản. Nhưng mà khi lắp cái này để đánh bóng thì thông thường là các bạn phải tháo cái bàn cắt này ra. Để tháo bàn cắt này ra thì chúng ta chỉ cần tháo 4 ốc 1, 2, 3, 4 là bàn cắt nó tự rời. Rất đơn giản thôi. Cái bàn cắt này thì thường chỉ được sử dụng để cắt. Còn bạn nào mà quen tay rồi thì chúng ta tháo bàn cắt ra, cắt tự do và mài tự do thì nó sẽ dễ hơn. Và lắp đặt bộ này cũng sẽ thoải mái hơn rất là nhiều nhé. Điện đối với chức năng được sử dụng trong việc lắp đĩa cắt và đĩa mài, mình có tháo ra để mình lắp bên này, các bạn có hình dung nhé. Đây, các bạn lắp vào đây. Đây, còn cái này, các bạn nhìn cái cốt của nó đây, mình lắp luôn. Đây. Nó sẽ vừa khít luôn. Dùng chính cái này để cố định lại. À, xong. Các bạn nhìn. À, rất đơn giản nhé. Cái đầu này nó còn có một chức năng rất là hay như này, các bạn nhìn. Các bạn tháo ra nhé. Để cái gen. Các bạn lưu ý là trong quá trình mài đá quý vào mài ngọc ấy, các bạn bắt buộc phải sử dụng đến cái miếng dán này. Cái miếng dán này để làm gì? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem này. Đã vào đây. Cái miếng dán này được sử dụng trong việc đánh bóng cực kỳ hiệu quả luôn.
Đây, chúng ta có thể dán này. Đây gọi là lĩnh số, còn đây gọi là dây nhám. Đánh bóng các bạn cần dán vào này xong. Bạn nào mà theo dõi video bên mình thì chắc hẳn các bạn cũng biết đến cái phương pháp này rồi. Đây là một trong những phương pháp mài bóng đá quý vào ngọc vô cùng hiệu quả và đơn giản. Bóc ra này xong. Và chúng ta sẽ dán cái dây nhám này vào. Thế là xong. Bạn thấy không ạ? Rất là nhanh nhé. Cái này rất hiệu quả. Một bộ máy này chúng ta có thể làm được rất nhiều việc. Chúng ta có thể chế tác từ một viên đá thô, từ một viên ngọc thô thành các sản phẩm trang sức như vòng tay, mặt nhẫn, mặt dây chuyền, bông tai. Các bạn nhìn thấy motor nó rất là nhỏ, nhưng các bạn yên tâm nhé, cái bộ motor này nó chuyên được sử dụng trong việc mài đá. Vì thế là các bạn có chạy cả ngày thì motor cũng chỉ ấm nhưng mà không nóng, nó rất là bền. Sửa mình cũng dùng mấy bộ này để ra công hàng. Và các bạn nếu mà các bạn sử dụng cái motor chế thì motor chế thông thường là nó dễ nóng hơn, dễ nóng và dẫn đến dễ cháy hơn. Còn motor này motor chuyên mài đá nên rất là bền, nhỏ gọn, các bạn có thể đặt một góc bạn làm nhé. Thì video này của mình là có hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và sử dụng cơ bản các chức